Cuối giờ chiều qua, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh chủ trì cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 thành phố để tiếp tục triển khai biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn thành phố. Cùng dự có Ủy viên Dự quyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết cùng các thành viên Ban chỉ đạo. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông thành phố tiếp thu các ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị và người dân để hoàn thiện hơn nữa phần mềm cấp giấy đi đường QR code, đồng thời nhấn mạnh các sở, ngành, quận, huyện và các phường, xã cần nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trong việc cấp và giám sát đối với các đề nghị cấp giấy đi đường của doanh nghiệp, cũng như giám sát việc sử dụng giấy đi đường của người dân trên địa bàn. Các phường, xã phải chịu trách nhiệm về cái việc kiểm tra giấy đi đường của người dân từ các khu dân cư. Tôi nhắc lại là cái việc này là phải siết chặt cái việc kiểm tra và phải làm ngay từ khi người dân đi ra khỏi khu dân cư đó. Còn hiện nay chúng ta không làm các cái chốt ở trên đường để kiểm tra gây ùn ứ trên đường nữa. Thì đòi hỏi chúng ta phải kiểm tra ngay từ khi người dân ra khỏi khu dân cư. Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh nhấn mạnh vấn đề quản lý F0 trong các khu cách ly, khu phong tỏa để hạn chế thấp nhất việc lây nhiễm. Đây là vấn đề mà ngành y tế, các quận huyện cần quan tâm, hạn chế bố trí các F1 cũ và mới trong một khu vực hoặc gần nhau, cần tách nhỏ ra để giám sát. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đặc biệt lưu ý, cần giảm thiểu đến mức tối đa việc tập trung đông người, cũng như bảo đảm an toàn cho lực lượng y tế khi triển khai lấy mẫu xét nghiệm đợt mới. Ngành y tế và các địa phương, chúng ta đặc biệt quan tâm đến cái việc xét nghiệm tới lần này cũng như tiêm chủng, đề nghị không phải vì tiến độ của xét nghiệm để rồi mà dồn lên. Tôi đề nghị các đồng chí rất quan tâm cái việc này. Mỗi lần mà chuyển đổi nữa là chúng ta phải có một phương án test nhanh cho tôi. Từ vùng vàng mà vùng đỏ mà qua cái này, bởi vì chúng ta làm hết vùng đi qua vùng kia, thì đề nghị là đặt vùng xanh qua vùng này hay vùng kia thì chúng ta đề nghị chúng ta test nhanh tất cả các bộ làm xét nghiệm đi. Liên quan đến việc hỗ trợ đời sống của người dân trên địa bàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cho rằng các địa phương đã nỗ lực, khẩn trương triển khai để mọi hộ dân đều được hưởng các chế độ chính sách. Tuy nhiên, việc triển khai vẫn chưa thể bao quát hết những khía cạnh cuộc sống. Vẫn còn nhiều người khó khăn, nên các cán bộ, phường, xã phải sâu sát cơ sở hơn nữa để lắng nghe, thấu hiểu, chia sẻ và tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt cho đời sống của người dân trên địa bàn.